Lý do mình không thể lấy vợ. Gần đây mình đều cố gắng thêm phụ đề tiếng Nhật vào các video, nhưng video này mình sẽ không thêm nhé. Lý do là bởi vì mình không muốn bố mẹ đọc được video này. Xin chào mọi người, mình tên là Kiki, người Nhật đến Việt Nam được 6 năm rồi. Mình sinh năm 86, năm nay 38 tuổi. Điều mình cảm nhận thì đến đây là con người Việt Nam rất thân thiện. Đặc biệt là nếu biết chút tiếng Việt, mỗi lần đi đến các cửa hàng, mình lại bị mọi người hỏi em đến từ nước nào, đến Việt Nam bao lâu rồi, và đã lấy vợ chưa? Sau khi đến Việt Nam, mình đã có nhiều cơ hội nói chuyện với nhiều người hơn. Mình rất vui khi được người khác quan tâm. Vài năm nữa thôi là mình 40 tuổi rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có ý định lấy vợ. Khi các cô các bác hỏi mình sao vẫn chưa lấy vợ thì mình không nghĩ gì cả. Nhưng khi bị các bạn trẻ cấp 2, cấp 3 hỏi thì mình không biết tại sao lại thấy hơi chạnh lòng. Bị trẻ con hỏi như vậy, mình cũng tự nghĩ tại sao mình lại không lấy vợ thì nhỉ. Nhưng gần đây mình mới nhận ra ba nguyên nhân mình không thể lấy vợ. Thứ nhất là mình đã không quan tâm lấy vợ. Thứ hai là sở thích con gái của mình không tốt. Trước khi nói nguyên nhân thứ ba, mình sẽ nói chuyện một chút về gia đình của mình nhé. Mình có hai em trai, nhà mình có ba anh em. Em trai út nhà mình, con trai nhùm lúc nào cũng để ý đến quần áo và đầu tóc. Dù ngủ dậy muộn, nhưng nếu không chỉnh chu đầu tóc thì sẽ không muốn đi học. Kể là đi muộn, cũng phải trau chuốt đầu tóc đã. Cậu thứ ba chắc hay để ý đến đầu tóc nên kết quả học tập cũng không tốt lắm. Tuy nhiên, cậu ấy giỏi kiếm tiền tiêu vặt như mua rẻ và bán lại với giá cao hơn. Muốn buôn bán thì phải biết được thị trường và nhu cầu người dùng là gì, đúng không mọi người? Mình nghĩ trong xã hội có người họ có thể đọc được giá trị của đồ vật, biết được cái này sẽ có giá bao nhiêu. Khi nhìn thấy một món đồ nào đó, kiểu người nhạy cảm với mùi của tiền ấy. Cậu thứ ba chắc là kiểu người như vậy. Bây giờ cậu ấy đang là thợ cắt tóc ở Osaka, kết hôn cách đây 2 năm và có 2 đứa con. Em trai thứ hai bây giờ đang kinh doanh quán bar nhỏ ở quê. Cậu thứ hai này khác với cậu thứ ba là kiểu mặc gì cũng được, thọc gì cũng được, không quan tâm lắm. Cậu thứ hai hay chơi bóng đá, chơi thể thao nên khỏe mạnh và chăm chỉ. 3 năm cấp 3, cậu ấy không nghỉ học ngày nào, còn nhận được tiền thưởng chuyển căn luồng ý. Ngày xưa khi là học sinh còn chăm chỉ, bây giờ lớn lên đi ra xã hội uống rượu, nhỡ mùi rượu nên bị nghiện rượu rồi. Cậu này từ ngày xưa cũng nhiều bạn kiểu uống rượu vào là hay quậy lắm, nhưng cậu ấy nhận lượng là đem hết đi nhậu. Nhậu sai còn hơn nhỏ làm rơi ví ở đâu, đôi khi kiếm chuyện với em và anh trai. Tóm lại uống rượu vào là quên mất mình. Cậu này không để ý đến bề ngoài, không biết dọn dẹp cho sạch sẽ gọn gàng đâu. Gia đình chỉ xem như là một đứa nát rượu thôi. Nhưng 2 năm ngoái cũng đã lấy vợ được rồi, chưa có con. Bố mẹ của mình đều đi làm full time, mẹ là y tá, bố thì tự kinh doanh như là kinh doanh quần áo, cà phê, bán ván chuột. Bố mình mở nhiều cửa hàng là bởi vì cửa hàng nào buôn bán cũng không thuận lợi. Khi mình còn bé, bố bảo vỗ vai khoảng 1.000 vạn yên. Không, bố nói là vay nhiều lắm, bố cũng không biết là đặng nợ bao nhiêu nữa. Chính vì vậy, mẹ là trụ cột trong gia đình, một mình mẹ xoay sở kinh tế gia đình. Từ khi mình đến tuổi biết nhận thức mình, đã thấy bố có tiền nợ rồi. Nhưng dù vậy, mình chưa bao giờ thấy bố suy sụp hay nổi dạng cả. Tất nhiên có thể là bố suy nghĩ ở nơi khác con không nhìn thấy. Nhưng về cơ bản thì bố lúc nào cũng vui vẻ. Mình và cả hai đứa em trai chưa từng bị bố mắng, và cũng chưa ai trong gia đình mình nhìn thấy bố nổi cáo bao giờ cả. Bố thích cho chim bồ câu và mèo hoàng ăn. Chắc là bố thích tự mình làm điều mình thích, nói chuyện với động vật hơn là nói chuyện với người khác. Khi con bé, bố mẹ là đi làm không ở nhà nên người chăm sóc anh em mình là bà. Khi con bé, mình là người phụ nội nên lúc nào cũng chỉ đọc truyện tranh và chơi game ở nhà thôi. Chắc là bố thấy có lỗi khi không có thời gian chơi với con nên hay mua truyện và game cho mình.
Khi còn bé, mình không phải kiểu người bắt chuyện với người khác, nên mình cũng rất ít bạn bè. Bây giờ mình vẫn nhớ, hồi cấp 2, một đứa bạn thân nói như thế này: không bắt chuyện với người khác thì không có bạn đâu. Cấp 3, mình thích xe máy nên đã đi làm thêm và học để thi bằng lái. Bây giờ mình không còn thích chơi game nữa và đã có thể bắt chuyện được với người khác rồi. Mình nói sang vấn đề khác một chút. Mình nghĩ có 3 thứ hủy hoại cuộc đời của người đàn ông. Thứ nhất là tiền, ham tiền. Thứ hai là rượu, nghiện rượu. Thứ ba là gái, mê gái. Và điều này sẽ hủy hoại cuộc đời người đàn ông. Mình chỉ giả sử thôi nha. Nếu cuộc đời em trai út mình bị hủy hoại, mình nghĩ lý do sẽ là do tiền. Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn đang thuận lợi nên không sao cả. Còn khổ thứ hai, nếu cuộc đời cậu ấy bị hủy hoại thì chắc chắn lý do là rượu rồi. Còn nếu mình thì mình nghĩ là do gái. Ý của mình muốn nói là tất cả những bạn nữ mà mình đã từng hẹn hò đều có một điểm chung, đó là họ đều là người có nội tâm. Cứ thế là như thế nào, mình sẽ nói nha. Có người từng bị mẹ bạo hành, mẹ ly hôn 15 và cô ấy bị bỏ dưỡng cưỡng. Người tự sát nhưng không thành. Bạn trai cũ gặp tai nạn và cô ấy đã chạy đến bệnh viện và chứng kiến anh ấy mất ở đó. Từ đó cô ấy bị tổn thương trong một suốt 10 năm, cứ đến đêm lại không ngủ được. Người ở trong gia đình có môi trường xấu, bị stress và bị trúng dụng thuốc từ năm cấp 2. Không phải mình biết rồi mới yêu, mà là sau khi yêu nhau mình mới nghe. Mình tự hỏi tại sao người mình yêu lúc nào cũng là người nội tâm như thế. Nhưng mấy năm trước mình đã nhận ra, mình thích bản thân mình khi yêu những người như vậy. Người nội tâm thường là người có tinh thần không ổn định, không biết có phải họ thường trải đau khổ hay không mà ai cũng rất hiền. Mình thấy mình đã thích các bạn ấy từ lúc nào không biết. Họ là những người nội tâm như tâm kính mỏng. Cuộc đời của mình thì không thăng trầm như vậy nên về kho bạn lúc nào cũng vô tư, vui vẻ. Nhiều người chắc sẽ cảm thấy mệt mỏi khi yêu bạn gái hay giận hay khóc, nhưng mình thì mình lại thấy thú vị. Một diễn viên nam trong một bộ phim ngày xưa, anh ấy nói con gái xinh nhất khi cười, quyến rũ nhất khi giận và đẹp nhất khi khóc. Mình cũng nghĩ vậy, nên mình thích người hay cười, hay giận và hay khóc nữa. Tuy nhiên, yêu người mỏng manh yêu đuối như vậy sẽ phải hiểu họ và điều chỉnh cuộc sống của mình theo họ nên sẽ mệt, cũng cản trở công việc nữa. Nên mình nghĩ sẽ rất vất vả khi yêu người như thế. Việc yêu một người con gái, họ một mình cũng không hạnh phúc thì không quá khó. Lý do là vì một hạnh phúc không một hạnh phúc bằng hay hạnh phúc. Còn nếu muốn làm một người bất hạnh trở nên hạnh phúc, bạn phải là người chàng ngập hạnh phúc. Lý do là vì bất hạnh trừ hạnh phúc sẽ bằng không. Mình chỉ cố gắng cho hạnh phúc của mình, không có đủ tự tin về mất tiền bạc và tinh thần để làm người khác hạnh phúc. Nhưng đến lúc nhận ra thì mình đã thích họ mất rồi. Nên mình nghĩ 38 năm nay, dù mình yêu ai đi nữa, phép tính cũng không thành dỗ dương nên mình không kết hôn được. Nhưng mà gần đây mình nhận ra, ngoài con gái thắc mắc mình có thật sự yêu họ hay không, cả mình cũng nghĩ việc cố gắng yêu những người nội tâm phiền phức như vậy chắc không phải là mình, mà là mình thích mình. Cuối cùng kẻ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến mình thôi thì làm sao mà có thể làm được những việc hy sinh cho việc kết hôn được chứ. Đây là lý do thứ ba mình không thể kết hôn. Tiền đây thì gia đình mình về có văn thì rất hòa thuận. Dù mẹ mình có khảo bỏ đi nữa, bố cũng chỉ trả lời hai thôi, nên không bao giờ hai người cãi nhau. Mẹ mình là y tá, hơn nữa phải làm việc theo ca sáng, tối và trực đêm, nên cuộc sống của bà rất vất vả, không điều độ. Mình chưa từng làm việc chế độ thai ca, nhưng việc ngủ không điều độ như vậy chắc chắn rất mệt. Và công việc chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện rất vất vả vì đôi khi mấy ông già Nhật cứng đầu không nghe. Hơn nữa, người ta nói làm việc theo 3K
như thế sẽ làm giảm tuổi thọ đi. Nhờ mẹ chăm sóc gia đình mà ba anh em bọn mình đã lớn lên mà không thiếu thốn về tiền bạc. Bố mình tuy có nợ, nhưng ông không phải là người rượu chè, gái gú. Ông luôn nỗ lực theo con đường riêng của mình. Nhưng vì bố mãi không thể thành công, nên mẹ mình cũng không thể nghỉ công việc vất vả này được. Người năm đó gia đình mình thật sự là mẹ. Thế nhưng các anh em lại thích bố hơn. Tất nhiên ba anh em mình thích mẹ, nhưng vì bố đi làm không hay ở nhà, nên đối với bọn mình, thời gian ở với bố là không đủ. Đấy là vậy thôi, nhưng bây giờ mình không có nhắn tin hay gọi điện gì cả, trừ khi có việc gì quan trọng. Kêu ông đến Việt Nam chơi, ông cũng không đến. Bố mình bao nhiêu năm chỉ làm việc để trả nợ, nên hình như ông ý sợ đi đến nơi như xa lạ. Mình muốn bố đến chơi, nhưng không biết sẽ là khi nào bố đến nữa. Thật ra, tháng 9 năm nay, hai em trai nhà mình sẽ có tổ chức cùng lễ cưới. Hai cô ấy đã kết hôn 2 năm rồi, nhưng vì có dịch nên không tổ chức được. Mình thấy anh cả, cha có vợ, phải tham gia, rất là khó coi. Để mình sẽ cố gắng tìm vợ, thưa bây giờ nhé. Mình chỉ đùa thôi, vội kết hôn làm gì. Mà sự thật là mình hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình bằng cách đăng ký và ấn nút like nhé. Hãy xem nào.